Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự chiều thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, trước hết, một cái tin vui đối với KTV đó là trong hai ngày gần đây, những cái buổi phát sóng của KTV không như thường lệ. Bởi lý do chúng tôi phải tập trung giải quyết những vấn đề tranh chấp về pháp lý đối với mạng xã hội YouTube cũng như nhà nước Việt Nam. Và thưa quý vị, nếu KTV không vượt qua được những cái cáo buộc từ nhà nước Cộng sản Việt Nam khi cho rằng KTV bịa đặt các cái thông tin cũng như vi phạm các cái bản quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì tương lai KTV có thể bị cấm vĩnh viễn. Và thưa quý vị, một cái tin vui đó là chúng tôi đã giành được các cái chiến thắng mà theo đó nhà cầm quyền Việt Nam đã chấp nhận rút lại những cái cáo buộc vừa kể đối với KTV. Và thưa quý vị, theo mạng xã hội YouTube cho biết, những cái biện pháp ngăn chặn đối với KTV sẽ được dỡ bỏ trong cái thời gian sau 14 ngày. Và cho tới nay, chúng ta đã đi qua một cái chặng đường 10 ngày. Điều đó nó có nghĩa là trong vài ngày tới đây, thì KTV sẽ trở lại hoạt động bình thường. Và thưa quý vị, trong cái chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi tới với quý vị các cái tin tức liên quan tới tình hình chính trị Việt Nam. Một cái thông tin chú ý đó là việc đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện Trung ương, một lần nữa lại xuất hiện yêu cầu ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải xem xét lại cho việc xử lý đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ông Trương Quốc Cường cũng như hàng loạt các lãnh đạo của Bộ Y tế khác. Mà theo đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng những cái bản án dành cho ông Trương Quốc Cường cũng như các động thái liên quan tới các vi phạm của lãnh đạo Bộ Y tế mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng hiện nay chưa đủ tính răn đe và cần phải xem xét lại. Và thưa quý vị, điều vừa kể nó làm cái quả bom chấn động, bởi vì dư luận xã hội hết sức phẫn nộ trong cái việc người ta tuyên phạt với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ông Trương Quốc Cường, một cái người được cho là đã tiếp tay cho cái hành động buôn bán thuốc giả Việt Nam, vậy mà chỉ nhận một cái bản án có 4 năm tù. Và thưa quý vị, một cái nội dung thứ hai liên quan tới chiến sự Ukraine, trong khi tỷ phú Soros đã kêu gọi toàn thế giới phải đoàn kết lại để đánh bại Putin. Càng sớm càng tốt, mà theo tỷ phú Soros, nếu không nền văn minh của nhân loại có thể không tồn tại. Trong khi đó, ngược lại, thưa quý vị, cựu cố vấn Henry Kissinger mới đây đưa ra các lời kêu gọi các lãnh đạo phương Tây cần phải chấm dứt việc viện trợ vũ khí cho Ukraine để chống lại nước Nga. Thậm chí Kissinger còn đưa ra các yêu cầu cho rằng Ukraine phải chấp nhận mất một phần lãnh thổ của họ cho Nga để chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các cái nội dung chi tiết. Trước hết, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái tin tức không biết tin vui hay tin buồn. Đó là tin mỗi người dân, kể cả trẻ sơ sinh ở Việt Nam, đã phải cống một cái khoản nợ công khoảng 35,1 triệu đồng. Thưa quý vị, con số vừa kể là do ông Trần Sĩ Thành, Tổng Kiểm toán Nhà nước đưa ra trong cái báo cáo tại Quốc hội chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua. Theo ông Trần Sĩ Thành cho biết, dư nợ công đến cuối năm 2020 là 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019. Và nợ công bình quân đầu người là 35,1 triệu đồng cho đầu người và đang có những cái xu hướng gia tăng qua các năm. Thưa quý vị, căn cứ vào các tài liệu thống kê của nhà nước Việt Nam cho hay, năm 2018, con số này là 31,69 triệu đồng cho một đầu người. Tới năm 2019, con số đó tăng lên 33,62 triệu đồng cho đầu người tương tự. Trong khi thu ngân sách nhà nước, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2020, nhà nước Việt Nam chỉ thu được 98,1% dự toán ngân sách, tương đương với 1.510.579 tỷ đồng, và so với kế hoạch hụt thu 28.473 tỷ đồng. Và thưa quý vị, một cái thông tin liên quan tới mối quan hệ của Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho hay, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ vừa giao huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, chiều ngày 24 tháng 5 tại Hà Nội,
Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức một lễ trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Và thưa quý vị, một cái điều quan trọng đó là ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, một cái người đàn em thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng, chủ trì buổi lễ vừa kể. Thưa quý vị, trong khi ông Phạm Minh Chính ca ngợi cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn luôn nêu cao các cái phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn tỏ ra gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Thưa quý vị, phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng hầu như mang tính chất đáp trả những cái cáo buộc của phe phái ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay cho rằng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một cái kẻ tham nhũng đầu têu, trong khi như quý vị đã biết, dư luận xã hội Việt Nam thường cho rằng trong hai nhiệm kỳ giữ chức vụ Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng từ năm 2006 đến năm 2016 thì ông Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn bị chỉ trích bởi những cái thất bại toàn diện trong quản lý kinh tế ở Việt Nam, với cái việc hàng loạt các cái quả đấm thép tức các tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, tình trạng lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam hết sức trì trệ. Hơn thế nữa, hàng loạt các cái quan chức chính phủ thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi ông Dũng về quê làm người tử tế sau Đại hội Đảng 12 đã bị kỷ luật, thậm chí đi tù với những cái cáo buộc tham nhũng hay cố ý làm trái các cái quy định của nhà nước. Và một cái trường hợp điển hình ai cũng biết đó là cựu viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng. Thưa quý vị, lâu nay người ta đang nói về những cái đồn đoán cho rằng ông Phạm Minh Chính cùng với thủ tướng cũ của ông ta là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang cố gắng kiểm soát quyền lực chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh, một cái thành phố lớn nhất của đất nước hiện nay, cũng như là một địa phương có một cái khoản thu ngân sách lớn nhất Việt Nam. Trong khi như quý vị đã biết, ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây từng thoát án kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 năm 2012. Và những cái điều vừa kể nó có liên quan gì tới cái trận chiến trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay giữa một phe tức của Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng? Và thưa quý vị, một cái chủ đề trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị về những cái câu chuyện liên quan tới bóng đá Việt Nam. Và như quý vị đã biết, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đó là đội tuyển Việt Nam về hai môn bóng đá nam và bóng đá nữ đã giành được các cái huy chương vàng. Thưa quý vị, thậm chí truyền thông quốc tế đã có những bài phân tích bình luận đánh giá rất cao về cái thành tích bóng đá của Việt Nam. Thậm chí người ta nói những cái điều đó nó liên quan tới vị thế của Việt Nam. Trong khi đó, trong cái bài bình luận trước đây chúng tôi có nói về cái quan điểm liên quan tới cái vấn đề bóng đá Việt Nam. Nó là một trong hai vấn đề. Vấn đề chống Trung Quốc thì vấn đề bóng đá Việt Nam là một cái điều kiện có thể tập hợp được đông đảo các cái quần chúng ở Việt Nam. Tuy nhiên trong cái sự kiện đội tuyển bóng đá nam giành được huy chương vàng trong cái lễ trao huân chương, nó có một sự kiện liên quan tới huấn luyện viên Thái Lan. Trên mạng xã hội người ta chia sẻ một cái bức hình cho thấy huấn luyện viên Thái Lan là một người phương Tây chia tay chống lại bắt tay Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và người ta phẫn nộ cho rằng đó là cái hành động vô lễ, không có văn hóa của huấn luyện viên Thái Lan. Và người ta ca ngợi ông Phạm Minh Chính trong tình huống này xử lý rất đúng và tế nhị. Bởi vì lẽ ra trong cương vị Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính có thể từ chối cái bách tay trong cái thái độ được cho là thiếu tôn trọng. Nhưng rõ ràng tấm hình đã cho thấy ông Phạm Minh Chính tay phải bắt tay huấn luyện viên Thái Lan, tay trái thì đặt lên cánh tay của huấn luyện viên Thái Lan, với một cái vẻ mặt được cho là chia sẻ với cái nỗi thất bại của anh huấn luyện viên Thái Lan kia. Trong khi những người ủng hộ thì ủng hộ huấn luyện viên Thái Lan, cho rằng những cái hành động bắt tay của huấn luyện viên Thái Lan trong cái tâm lý vừa thất bại sau một cái trận cầu quan trọng như vừa kể hoàn toàn xử lý đúng với nguyên tắc xã giao quốc tế và rất chuẩn. Thưa quý vị, bức hình đó đã gây nên một cái cơn bão trên mạng xã hội Việt Nam hiện nay liên quan tới vấn đề bóng đá Việt Nam. Và thưa quý vị, đặc biệt trong trận chung kết bóng đá nam
Vào tối ngày 22 tháng 5 trên các trang mạng xã hội đã lan truyền một cái bức hình cho thấy hầu như năm lãnh đạo hàng đầu Việt Nam đã xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Duy nhất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện mà thôi. Người ta thấy Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đã xuất hiện trên khán đài xem trận bóng đá giữa Thái Lan và Việt Nam. Thưa quý vị, các cái trận chung kết bóng đá trong SEA Games 31 của đội tuyển nam và đội tuyển nữ Việt Nam thu hút rất lớn sự quan tâm của các cái khán giả ở Việt Nam. Tuy nhiên nó có những cái hạt sạn, đó là người ta thấy trong cái trận chung kết bóng đá nữ đã xuất hiện những cái bảng tên của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng như bảng tên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Mà những điều đó đã khiến cho dư luận xã hội bức xúc. Bởi vì hẳn quý vị còn nhớ rằng năm 2018, trong cái lần chúc mừng đội tuyển Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng có những hành động được cho là coi thường các cái đối thủ. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong việc bắt tay, đồng thời còn xoa đầu hai đối thủ Quang Hải và Công Phượng của đội tuyển Việt Nam. Khi đó, trong khi dư luận xã hội phẫn nộ thì truyền thông nhà nước Việt Nam bào chữa và gọi những cái hành động xoa đầu các cái đấu thủ Việt Nam của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là những cái cử chỉ thân thường, trìu mến thì mới xoa đầu. Tuy nhiên, nếu kể ra với tư cách những nhà lãnh đạo Việt Nam theo chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không được sử dụng những cái hành động được cho là trịch thượng, bề trên như vậy. Đó là một hành động thiếu tôn trọng đối với những cái nhân vật được công chúng ưa thích. Và thưa quý vị, sau khi Việt Nam giành được hai huy chương vàng liên quan tới môn bóng đá nam và nữ, một cái tạp chí thể thao nổi tiếng thế giới, đó là tạp chí ESPN, tức tạp chí Entertainment and Sport Programming Network, là một cái kênh truyền hình chuyên về thể thao nổi tiếng thế giới, đã có một cái bài viết Việt Nam giành huy chương vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á trước Thái Lan và chứng tỏ Việt Nam vẫn là một thế lực đáng ngờ. Thưa quý vị, đây là cái bài viết mà chúng tôi thấy cần phải giới thiệu với các quý khán thính giả của KTV. Theo ESPN cho rằng ngay cả ở một cái cấp độ đơn giản nhất, đó cũng là một cái chiến thắng mang nhiều ý nghĩa của Việt Nam. Theo đó, với một chiến thắng 1-0 trước đội tuyển bóng đá nam Thái Lan tại sân vận động Mỹ Đình đã giúp cho Việt Nam giành tấm huy chương vàng ở giải bóng đá SEA Games Nam năm 2022. Theo đó, đây mới chỉ là một chiến thắng thứ hai của họ kể từ khi lần đầu tiên huy chương vàng vào năm 2019 và cũng không để lại cho người Thái giành vương miện lần thứ 17 của họ. Đó là một cái điều tự nó là một thành tựu, nhưng thành tựu này nó sẽ có ý nghĩa hơn như thế. Theo tác giả, xét cho cùng, đội tuyển bóng đá Việt Nam từng vươn lên đỉnh cao của môn bóng đá Đông Nam Á trong vài năm qua. Và thậm chí họ bị đặt những cái dấu hỏi trong thời gian gần đây sẽ ra sao. Nhất là sau khi họ về đích ở cái vị trí thứ tư tại Đại hội Thể thao Châu Á, cũng như chiến thắng trong cái giải bóng đá AFF Suzuki Cup năm 2018. Sau đó họ tiến thẳng vào tứ kết tại giải bóng đá Châu Á năm 2019. Và điều đó đã cho thấy Việt Nam làm cái cường quốc bóng đá không thể tranh cãi ở ASEAN. Cho tới khi họ nhường ngôi vương châu lục cho người Thái vào đầu năm 2022. Trong khi đó, ở lượt trận thứ 3 của vòng loại khu vực châu Á, trong giải World Cup năm 2022 vừa kết thúc, Việt Nam làm cái đại diện Đông Nam Á duy nhất trong tổng số 12 quốc gia. Thưa quý vị, ở chỗ này thì chắc là người ta nói về cái giải bóng đá nữ, tức đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, do chỉ có được một cái chiến thắng trong 10 trận đấu, cũng không phải là một kỷ lục đáng xấu hổ đối với Việt Nam khi họ phải đối đầu với những cái đối thủ nặng ký của châu lục, đó là Ả Rập Xê Út, Nhật Bản cũng như Australia. Nên các cái nhà bình luận đã chỉ trích đội tuyển Việt Nam rất mạnh mẽ. Đó là lý do bây giờ sau một cái giải bóng đá SEA Games gần như hoàn mỹ, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam 5 trận thắng 1 trận hòa mà họ không để thủng lưới một bàn nào. Những cái điều vừa kể để cho thấy người Việt Nam chắc chắn đã đưa ra một cái tuyên bố cho rằng họ sẽ không sớm từ bỏ ngôi vị vua bóng đá của khu vực Đông Nam Á. Những chiến thắng là đặc trưng của bóng đá đã trở thành đồng nghĩa với cái việc
đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Sang-hyo. Một cái huấn luyện viên với khả năng tổ chức và hiệu quả là những cái điểm nổi bật của phong cách đội tuyển Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, theo tác giả cho hay, có lẽ một cái khía cạnh ấn tượng nhất trong những nỗ lực giành huy chương vàng của bóng đá Việt Nam đó là đội tuyển đã trình diễn với một thế hệ đầy triển vọng, chứ không phải là những cái thế hệ vàng đã tạo nên những cái thành công gần đây của bóng đá Việt Nam. Và người ta hy vọng với một cái giải Suzuki Cup tiếp theo làm cái điều không xa, và Việt Nam sẽ có một cái cơ hội để họ đòi lại cái ngôi vị vua bóng đá của Đông Nam Á, không chỉ ở cấp độ U23 mà còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và ít nhất bây giờ với một cái tấm huy chương vàng SEA Games thứ 2 liên tiếp, bóng đá Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy rằng họ sẽ còn là vua bóng đá trong khu vực này trong một thời gian dài nữa. Và thưa quý vị, đó là những cái lời ca ngợi của truyền thông quốc tế liên quan tới cái thành tích của đội tuyển bóng đá nam cũng như bóng đá nữ Việt Nam trong giải SEA Games lần thứ 31 tổ chức tại Hà Nội. Trở lại cái vấn đề trên mạng xã hội tranh cãi vì một cái bức hình, trong đó được cho là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá nam Thái Lan đã có những cái hành động bất nhã đối với thủ tướng Phạm Minh Chính, và điều đó đã khiến cho một cái lực lượng không nhỏ những dư luận viên với những cái người được cho là ủng hộ nhà nước Việt Nam một cách quá đáng, người ta cáo buộc huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Thái Lan có những hành động được cho là hết sức tệ hại. Tuy nhiên thưa quý vị, vẫn có những ý kiến cho rằng khi bước vào một cái đấu trường của một cái trận bóng đá thì người quyền lực nhất trên sân đó là trọng tài, sau đó là các trợ lý trọng tài, thấp hơn một bậc là các huấn luyện viên của các cái đội tuyển tham gia thi đấu. Trong khi đó các cái cầu thủ và khán giả thì được xếp ngang nhau. Trong khi đó cầu thủ hay khán giả là những người có vị trí ngang bằng nhau, chẳng qua họ chỉ khác về sứ mệnh và chức năng. Người ta đưa ra những ý kiến vừa kể để thấy rằng việc xuất hiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay các cái lãnh đạo Việt Nam nó không chỉ là tư cách một cái khán giả đặc biệt VIP mà thôi. Bởi vì như phần trên chúng tôi đã nói với quý vị, chắc chắn Thủ tướng Phạm Minh Chính phải dưới huấn luyện viên một bậc, bởi vì đây là một cái sân thể thao đang diễn ra trận chung kết. Do đó cái hành động của Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam Thái Lan thì đương nhiên viên huấn luyện viên trưởng này họ có quyền đứng bắt tay theo tư cách của một cái kẻ vừa thất bại một cái trận thi đấu quan trọng. Và nếu nói đúng, đó là tư cách của một huấn luyện viên đối với một khán giả đặc biệt mà thôi. Và chúng tôi khẳng định với quý vị, giá như Thủ tướng Phạm Minh Chính có mời đội tuyển bóng đá Việt Nam tới phủ Thủ tướng để tiếp đãi, mà huấn luyện viên Thái Lan hay bất kỳ một cái cầu thủ Thái Lan nào có cái hành động bắt tay vô lễ như vậy thì tỏ đó đó là người vô học, thiếu hiểu biết. Tuy nhiên chúng ta phải đặt cái sự thất bại của đội tuyển bóng đá Thái Lan vào cái thời điểm đó thì cái hành động hành xử không có gì là quá đáng cả. Một cái điều đáng nói đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chìa hai tay ra bắt, làm cái điều hết sức trân trọng, bởi vì ông Phạm Minh Chính là đại diện cho đất nước chủ nhà. Hơn nữa ông là người chiến thắng. Ông Phạm Minh Chính hiểu rõ điều đó và tỏ ra hết sức thông cảm với cái sự thất bại của đội tuyển Thái Lan. Và thưa quý vị, một cái điều quan trọng hơn là cái tấm hình vừa kể nó là một cái điều mà những người Á Đông nói chung hay người Việt Nam nói riêng luôn luôn có những cái nhìn đối với lãnh tụ của họ quá cao xa và to lớn, mà người ta không hiểu rằng trong cái xã hội dân chủ thì một cái điều cơ bản nhất đó là tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng với nhau. Tuy nhiên thưa quý vị, có một cái điều những người chống đối nhà nước Việt Nam đưa ra những ý kiến liên quan tới những cái lãnh đạo Việt Nam cổ vũ môn bóng đá mà theo họ, hình ảnh các nhà lãnh đạo cao cấp trong hệ thống chính quyền Việt Nam hiện nay đi xem bóng đá trong giải SEA Games 31 khiến cho người ta thấy các lãnh đạo Việt Nam hiện nay khác hẳn với những hình ảnh trên mạng xã hội người ta chia sẻ việc ông Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng tới sân vận động Hàng Đẫy trước đây xem những trận thi đấu bóng đá, mà rõ ràng ông Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng ngồi trên bệ xi măng như những cái khán giả bình thường. Đó là lý do một số người đã ví von với các hình ảnh các nguyên thủ quốc gia đi xem bóng đá ngày xưa và ngày nay khác nhau rất nhiều.
Một cái điều đáng nói đó là ông Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng là những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái giai đoạn 1960. Vậy mà người ta ngồi bệt xuống bệ xi măng để coi bóng đá. Những cái điều vừa kể liên quan tới thái độ và tư thế ngồi. Điều này nó liên quan tới cái việc các cái lãnh đạo Việt Nam đi xem đá bóng còn đặt các cái biển tên, biển hiệu, chức danh của họ. Một cái câu hỏi đặt ra là trong cái trận đấu bóng đá, người xem đến để coi những cái pha hấp dẫn của trận bóng. Vậy mà các quan chức Việt Nam tới ngồi chiếm trệ xem bóng đá lại còn kèm với những cái bản ghi tên giới thiệu chức vụ rồi cả bằng cấp, học hàm, học vị chuyên gia để làm gì? Những cái điều vừa kể để thấy rằng các cái quan chức Việt Nam rất cực cỡm. Người ta muốn khoe khoang bất kỳ thời điểm nào thì họ xuất hiện trước công chúng. Một cái điều đáng nói hơn đó là những cái câu chuyện đó lại được truyền thông nhà nước đưa lên trang nhất các cái tờ báo để tâng bốc hình ảnh các lãnh đạo Việt Nam. Đó là một điều mà dư luận xã hội cho rằng rất kỳ lạ. Thưa quý vị, có lẽ cái vấn đề liên quan tới bóng đá Việt Nam xin tạm dừng tại đây để chúng tôi trở về một cái vấn đề liên quan tới phát biểu của cựu phó ban dân nguyện Trung ương, đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng mới đây đưa ra những cái kết luận cho rằng tòa án Hà Nội đưa ra các cái bản án quá nhẹ, đặc biệt đối với cựu thứ trưởng Bộ Y tế ông Trương Quốc Cường. Những cái thông tin vừa kể được đăng trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 5. Đó là một cái bài phỏng vấn ông Lưu Bình Nhưỡng. Nhiều quý vị đã biết ông Trương Quốc Cường, cựu thứ trưởng Bộ Y tế, cựu cục trưởng Cục Quản lý Dược, ngày 19 tháng 5 đã bị tòa án Hà Nội kết án 4 năm tù giam. Dù rằng trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đưa ra những cái đề nghị với bản án khoảng từ 7 tới 8 năm tù giam đối với ông Trương Quốc Cường trong cái tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong một cái vụ án mà ông Trương Quốc Cường là bị án với cái tội danh liên quan tới việc cấp giấy phép bán thuốc giả chống bệnh ung thư. Một cái điều đáng nói hơn là vụ án kéo dài từ năm 2014 cho tới nay, bây giờ mới được mang ra xét xử. Nhiều quý vị đã biết trong thời gian đó, ông Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, là người đã trực tiếp ký giấy phép cho một cái công ty tư nhân liên quan tới bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, nhập cảng cái thuốc chữa bệnh ung thư từ Canada. Sau đó người ta mới phát hiện ra đó là một cái loại thuốc ung thư chữa ung thư giả, không có tác dụng chữa ung thư. Và rõ ràng những cái điều vừa kể cho thấy các cái quan chức lãnh đạo Bộ Y tế đã bắt tay với các tập đoàn tư nhân nhập khẩu thuốc nhưng với cái mục tiêu lường gạt để kiếm tiền, tiền sinh mệnh của người bệnh. Và thú vị, trong phiên tòa vừa kể, Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Viên Pharma, một người đã bị kết án trước đó 30 năm tù vì buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Còn 12 người nữa bị kết án từ 2 năm tới 20 năm tù, kể cả một số lãnh đạo Bộ Y tế và các thành viên của tập đoàn dược phẩm tư nhân VN Pharma. Và dư luận đặc biệt chú ý về ông Trương Quốc Cường làm cái viên chức của chính phủ Việt Nam, một người có trách nhiệm và thẩm quyền ký giấy phép cho phép nhập khẩu cái lô thuốc giả. Và người ta nói nếu như ông Trương Quốc Cường không ký thì cái loại thuốc giả mà thuốc giả chữa bệnh ung thư chỉ là một trong rất nhiều những loại thuốc giả được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. Và điều đó đã khiến cho hàng ngàn, thậm chí hàng chục người đã uống thuốc giả mà họ tưởng rằng đó là thuốc thật có khả năng chữa bệnh. Một cái điều đáng kể đó là với một tội danh nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm, Viện Kiểm sát đã đề nghị một cái bản án từ 7 tới 8 năm tù ở một cái mức thấp nhất của một khung hình phạt tới 12 năm tù. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, những cái tội danh tương tự, nếu gây thiệt hại từ 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị tù từ 7 tới 12 năm. Vậy mà kết cục phiên tòa kết thúc với một cái bản án 4 năm tù dành cho ông Trương Quốc Cường. Đó là lý do vì sao trong cái cuộc phỏng vấn của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã cho hay rất nhiều cử tri đã hỏi tôi liệu có những cái sự ưu ái hay ẩn khúc bên trong hay không. Tại sao Trương Quốc Cường lại được hưởng một cái bản án nhẹ hơn khung hình phạt ấn định? Và theo báo Pháp Luật Thành phố cho hay, điều đó đã gây ra những dư luận bất bình và nó làm giảm uy tín đáng kể của ngành y tế cũng như ngành tòa án Việt Nam.
Theo Lưu Bình Nhưỡng cho biết, chữ ký của ông Trần Quốc Cường cho phép nhập khẩu một lô thuốc 830.000 hộp thuốc chống ung thư giả nhãn hiệu Canada, trong đó có 600.000 hộp thuốc đã được tiêu thụ trên thị trường. Và đó là lý do ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng nó đã tạo nên một cái hậu quả không thể đo đếm được, tức là vô cùng nghiêm trọng. Những thủ phạm, đặc biệt lãnh đạo Bộ Y tế, lại được hưởng những bản án quá nhẹ nếu so với Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VN Pharma, một cái sân sau của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Và thú vị một cái điều đáng nói, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng dư luận xã hội đã phẫn nộ và đưa ra những cái so sánh tại sao một người có những hành vi vi phạm nghiêm trọng như Trần Quốc Cường lại nhận những cái bản án nhẹ hơn những cái bản án của những cái người chỉ ăn cắp một vài bồ câu hay một vài con vịt về nhậu. Đó là lý do ông Lưu Bình Nhưỡng khẳng định tòa án cần phải xem xét lại bản án đối với cựu Thứ trưởng Trần Quốc Cường, bởi vì một cái bản án 4 năm như vậy nó chưa đủ tính răn đe và phải xem xét lại. Vẫn theo cựu đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Trần Quốc Cường không hề có bất kỳ một cái tình tiết nào đặc biệt để giảm án, trong khi dư luận xã hội và các cử tri đã nói với ông Lưu Bình Nhưỡng rằng phải chăng có những sự ưu ái hay ẩn khúc bên trong của cái vụ án liên quan tới lãnh đạo y tế hay không? Tại sao không xử lý trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế, trong khi có những cái bằng chứng cho thấy bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã để cho người thân tham gia hội đồng quản trị của công ty VN Pharma, thậm chí có những cái cáo buộc cho rằng bà Nguyễn Kim Tiến nhận một cái khoản hối lộ, đó là một căn biệt thự liền kề với căn biệt thự của bà Nguyễn Kim Tiến hiện nay với trị giá ước chừng 60 tỷ. Đó là lý do theo Lưu Bình Nhưỡng, đây là một cái vụ án có sự cấu kết chặt chẽ của các quan chức Bộ Y tế và các cái công ty tư nhân, tạo ra những điều mà dư luận hết sức bất bình, bởi vì điều đó nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách chăm sóc sức khỏe của nhà nước Việt Nam đối với người dân. Trong khi đó, thưa quý vị, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng trăm những lời bình luận nguyền rủa ban lãnh đạo Bộ Y tế cũng như nhà nước Việt Nam. Mà theo dư luận xã hội, trong khi những người dân bình thường thì nhận những bản án khắc nghiệt, còn những đảng viên cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại được nương tay một cách quá mức. Điều đó nó khẳng định cho thấy ở Việt Nam công lý chỉ là một anh hề. Trong khi đó, thưa quý vị, tác giả Gió Bắc trong một cái bài viết bản án tình cảm dành cho ông Trần Quốc Cường, một bản án thuận ý đảng và nghịch lòng dân. Thưa quý vị, theo tác giả cho biết, sau 7 năm phát hiện cũng như điều tra các cái tội ác tày trời trong việc cấp giấy phép nhập khẩu, đưa ra tiêu thụ ở thị trường gần 1 triệu hộp thuốc trị ung thư giả, cuối cùng bị cáo Trần Quốc Cường vẫn đừng hoàng được tiến từ cục trưởng lên Thứ trưởng Bộ Y tế. Phải mãi sau 7 năm khi Bộ Công an khởi tố, lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam mới chịu ra tay kỷ luật khai trừ Trần Quốc Cường, sau đó Bộ Y tế mới cách chức. Mà điều theo tác giả Gió Bức, lẽ ra một cái đồng phạm trong vụ án buôn bán hàng giả thuốc trị bệnh, một cái khung hình phạt cao nhất có thể là tử hình, vậy mà Trần Quốc Cường lại được các quan chức đàn anh cho tách ra xử riêng với một cái bản án tội danh nhẹ nhàng là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà thôi. Mà lẽ ra Trần Quốc Cường và các cái lãnh đạo Bộ Y tế phải được xử cùng với cái vụ án buôn bán thuốc giả ở VN Pharma. Và một cái điều mới đây nhất đó là một cái bản án tình cảm chỉ với 4 năm tù giam dành cho Trần Quốc Cường, được đánh giá là thuận theo ý đảng, nhưng lòng dân thì hết sức phẫn nộ. Tiến trình tố tụng bản án 4 năm tù làm cái hành động cố ý của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cố ý tuyên cáo với người dân Việt Nam rằng pháp luật chỉ dùng để trị dân và bảo kê cho quan chức đến cùng. Dù quan chức đảng viên có tham nhũng giết người thì cũng chỉ bị xử phạt bằng các cái bản án nhẹ nhàng và tình cảm. Cho dù phiên tòa xét xử đối với Trần Quốc Cường và những cái đồng bọn diễn ra trong lúc có những sự kiện lớn chi phối tình hình chính trị thế giới, đó là sự kiện nước Nga xâm lược Ukraine, và một cái phát biểu của ông Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ, mẹ nó sợ gì, những cái điều vừa kể đã tạo cho cộng đồng xã hội ở Việt Nam sôi sục căm phẫn trước cái bản án nhẹ như lông hồng đầy tình cảm thương yêu của Viện Kiểm sát và Tòa án
dành cho một tội phạm từng là Thứ trưởng Bộ Y tế. Một cái điều đáng nói hơn đó là trên mạng xã hội người ta chia sẻ những cái bức ảnh ghép tít của những cái bài báo liên quan tới bà vụ án với những lời bình phẩm đau đáu về cái sự bất công của nền tư pháp Việt Nam, hay nói khác hơn là về cái sự chập chờn trong cái lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn tự hào. Và theo tác giả giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, một nghĩa quốc Việt lâu nay được người ta biết là một con người hết sức đau đáu với đất nước Việt Nam. Giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Tuấn, một người giảng dạy ở Việt Nam, vậy mà đã bình luận trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã biết rằng công lý ở đâu cũng không hoàn hảo, nhưng những cái sự khác biệt về mức phạt, án phạt ở Việt Nam trong những điều so sánh đã làm cho cá nhân tôi phải bàng hoàng và cũng thấy rất khó giải thích. Thậm chí tôi phải đặt một cái câu hỏi, nền công lý ở Việt Nam đã phục vụ cho ai? Thưa quý vị, ở đây chúng tôi phải giải thích với quý vị, giáo sư viện sĩ Úc, ông Nguyễn Văn Tuấn là một cái người được nhà nước Việt Nam thường xuyên mời về giảng dạy ở Việt Nam. Và thưa quý vị, trong khi đó, tiến sĩ Chu Mộng Long đi sâu vào những hậu quả nghiêm trọng của các hành vi phạm tội của giới chức lãnh đạo Bộ Y tế mà các cơ quan tố tụng chính quyền Việt Nam không hề xem xét trong phiên tòa vừa qua. Mà theo thầy giáo Chu Mộng Long, người ta nhập chất độc đầu độc con người, nhập thuốc giả chữa bệnh để cho con người chết nhanh hơn. Tội ác đó nó ngang hàng với tội ác diệt chủng. Cứ đến các bệnh viện ung biếu ở Việt Nam mà xem, bệnh nhân nằm la liệt kể cả dưới gầm giường, ngoài hành lang, và cứ nhìn vào cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay, đứng trước những nguy cơ ung thư đứng hàng đầu thế giới, thì mới thấy rõ tội ác của những cái kẻ đứng đầu Bộ Y tế. Vậy mà ở Việt Nam có những điều luật thật lạ lùng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với cái khung phạt, thậm chí nhẹ hơn việc người dân thường ăn cắp cái bánh mì hay con vịt. Chưa hết, thầy giáo Chu Mộng Long viết, trong khi tội ác được phân tích trên kia với những thứ lương tâm chỉ biết cho mình và cho gia đình của mình, thì có mức án cao nhất cũng không hết tội. Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường nên nhớ rằng không có một cái kẻ đứng đầu làm quỷ thì không có ma nào dám lộng hành. Và một cái tội thiếu trách nhiệm của Trương Quốc Cường lẽ ra phải xét xử thật nặng, thậm chí phải tử hình. Và dư luận càng phẫn nộ hơn trước những lời chí trá xin giảm án của Trương Quốc Cường, cho rằng do không ngành mà phạm tội mà thôi. Thậm chí Trương Quốc Cường cho rằng do công việc quá nhiều, cơ sở vật chất thiếu thốn. Và Trương Quốc Cường trần cáo đề nghị xin quý tòa xem xét trong mọi khía cạnh các cái điều kiện để làm sao cho bị cáo có cái mức án mà không mang thêm đau khổ cho bị cáo cũng như gia đình bị cáo. Và đó là lý do nhà báo Công an Nhân dân, tác giả Thành Hằng đã viết, đã có nhiều người dùng thuốc của ông Trương Quốc Cường mà chết oan uổng. Tác giả Thành Hằng đã chỉ ra một cái thiếu sót giết người trong vụ án này là không chỉ cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường mà còn các cơ quan tố tụng trong việc xem xét đánh giá hậu quả của vụ việc liên quan tới cái việc buôn bán tiêu thụ hết sạch gần 1 triệu hộp thuốc trị thuốc ung thư giả. Mà theo nhà báo Thành Hằng của báo Công an Nhân dân viết, tôi thật ngạc nhiên khi qua báo chí tường thuật, người ta không hề thấy hai từ xin lỗi trong lời nói cuối cùng của Trương Quốc Cường. Mà theo tôi, tức nhà báo Thanh Hằng, lẽ là Trương Quốc Cường cần phải xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng nghiệp của mình đã vì sự dung túng mà họ phải vướng vào lao lý. Đặc biệt Trương Quốc Cường phải xin lỗi gia đình những người bệnh nhân ung thư, họ đã phải sử dụng thuốc giả mà Trương Quốc Cường là kẻ ký duyệt cho nhập. Một cái điều đáng nói theo nhà báo Thanh Hằng đó là số lượng 838.100 hộp thuốc giả là một cái con số không hề nhỏ. Đồng thời tác giả đề nghị ngành y tế, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam phải có một cái cuộc khảo sát ở những cái bệnh viện điều trị sử dụng các loại thuốc giả vừa kể để biết bao nhiêu bệnh nhân phải dùng loại thuốc này và số lượng những cái bệnh nhân sử dụng thuốc ung thư giả đó bây giờ còn sống hay đã chết hết. Từ đó mới có thể đánh giá được hậu quả của cái việc buôn bán tân dược giả. Vẫn theo nhà báo Thanh Hằng, buồn nhất là tới lúc này, Thứ trưởng Trương Quốc Cường vẫn quên rằng đã có rất nhiều người sử dụng thuốc giả mà anh ta ký duyệt đã chết oan uổng. Một cái điều đáng nói hơn theo tác giả, con số 838
1.100 hồ thuốc ung thư giả mới thực sự là một con số ám ảnh. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái căn bệnh ung thư, một cái căn bệnh gây chết người mà hầu như những người mắc bệnh ung thư đa số sẽ tử vong. Đó là lý do theo giới phân tích phải làm rõ có bao nhiêu bệnh nhân tử vong bởi vì sử dụng gần 1 triệu hộp thuốc chữa ung thư giả. Đây là một cái thông tin quan trọng cần phải làm rõ bởi vì theo quy định 194 của Bộ Luật Hình sự quy định về cái tội buôn bán hàng giả là thuốc trị bệnh. Theo đó những cái tình tiết tăng nặng rất ngào mà bản án nếu như thuốc trị bệnh giả làm cho 2 người chết thì mức án có thể tới 20 năm tù hay chung thân, thậm chí là tử hình chứ đâu phải là cái bản án 4 năm tù như vậy. Rồi người ta căn cứ vào cái việc cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bồi thường 1,8 tỷ đồng được cho là hành vi khắc phục hậu quả, coi đó là những cái tình tiết giảm nhẹ, nhận một cái bản án 4 năm tù. Trong khi Trương Quốc Cường vô tâm, cơ quan tố tụng không hề ân hận xin lỗi các bệnh nhân. Đó là lý do người ta nói cái kịch bản xét xử Trương Quốc Cường với một cái bản án quá nhẹ như vậy chắc chắn để mở đường khiến cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến một cái người thực sự đóng vai trò chủ mưu. Và nếu có điều tra xác minh làm rõ về những cái hậu quả chết người của cái lô thuốc ung thư giả vừa kể thì chắc chắn khung hình phạt phải khác đi. Bởi vì cái số tiền khắc phục hậu quả 1,8 tỷ đồng Trương Quốc Cường không thể khắc phục hậu quả gây chết người. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao các cái cơ quan tư pháp ở Việt Nam không xúc tiến việc điều tra các cái nạn nhân tử vong do thuốc ung thư giả, làm cái điều thiếu sót chết người trong vụ án này, và cần phải làm rõ và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan, không có vụ cấm, không có vòng tránh, để thể hiện thấy rõ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước những cái tội ác tày trời gây thiệt hại cho xã hội cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh bệnh của người dân. Tại sao việc xử lý lãnh đạo Bộ Y tế cho tới nay kéo dài gần 10 năm mới được xét xử, và một cái nhân vật cấp trùng trùng đó là Thứ trưởng Trương Quốc Cường? Một cái điều đáng nói hơn, thời điểm xảy ra vụ án thì Trương Quốc Cường mới chỉ là cục trưởng cục quản lý dược, trong khi tay của Trương Quốc Cường nhúng chàm đã quá rõ. Và tại sao Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó là bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục đưa Cường vào cái danh sách cơ cấu và để cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lúc đó bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, để rồi sau 5 năm Trương Quốc Cường mới bị khởi tố bắt giam? Cái vấn đề xem xét và cái quy trình xét nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra sao, và theo dư luận xã hội điểm lại cái quá trình vụ án liên quan tới công ty VN Pharma, một cái sân sau của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, với một cái quá trình tố tụng rối mùi trần ai khoai củ, mới thấy được mỗi sự tài tình kiên quyết đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo một cái chủ trương của Nguyễn Phú Trọng, đó là đập chuột không để vỡ bình. Trong khi những vấn đề liên quan mà dư luận phản ứng rất mạnh mẽ về vai trò của các lãnh đạo Bộ Y tế, đó là Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có em chồng và con trai lĩnh lương tại công ty VN Pharma. Thậm chí sau đó có những bằng chứng cho thấy bà Nguyễn Kim Tiến đã tổ chức một cái đoàn công tác của Bộ Y tế sang Ấn Độ để tiến hành làm những hồ sơ bao che cho những cái sai phạm của Trương Quốc Cường cũng như Cục Quản lý Dược. Và đó là lý do sau 6 năm những cái sai phạm của cán bộ Cục Quản lý Dược và Trương Quốc Cường ký cấp phép trái quy định cho những cái lô dược phẩm giả nhưng vẫn vô tư yên vị cho tới lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng suy yếu về quyền lực. Trong khi đó tháng 9 năm 2019, thanh tra chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra về những cái trách nhiệm của Cục Quản lý Dược liên quan tới công ty VN Pharma cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương để phải xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với những đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý. Tại sao từ năm 2019 tới năm 2021 vấn đề đó vẫn im re? Dù rằng tháng 9 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm 2 lần đối với vụ án VN Pharma với cái tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, trong khi một cựu cục phó, một cựu trưởng phòng, một phó phòng của Cục Quản lý Dược
lúc đó đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan tới công ty VN Pharma. Nhưng người ta thắc mắc tại sao Trương Quốc Cường vẫn đứng ngoài vòng pháp luật. Một cái điều đáng nói hơn, tại hai phiên sơ thẩm năm 2017 và năm 2019, dù được tòa triệu tập tới, nhưng Trương Quốc Cường trong tư cách Thứ trưởng Bộ Y tế đều vắng mặt bất chấp những cái yêu cầu của tòa. Và phải tới tháng 5 năm 2020, tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh quốc thẩm lần thứ hai vụ án VN Pharma, tuyên bố giữ nguyên hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên. Thì sau đó tới cuối năm 2011, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an lúc đó mới chịu khởi tố bị can Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Và điều đó xảy ra gần với thời gian khởi tố vụ đại án Việt Á liên quan tới Bộ Y tế, mà dư luận đánh giá đó là những cái quyết định đột phá hiếm có, bởi vì theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, chức danh Thứ trưởng của ông Trương Quốc Cường là chức danh do Ban Bí thư Bộ Chính trị quản lý. Muốn khởi tố Thứ trưởng đương chức thì phải được lệnh của Ban Bí thư và Bộ Chính trị cho phép. Vậy mà Bộ Công an bất chấp vẫn tiến hành xử lý đối với Trương Quốc Cường. Thậm chí vào cái thời điểm đó có những dư luận cho rằng Bộ Công an cùng Tô Lâm cố gắng mọi nỗ lực để xem xét trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến, một cái người được cho là rất thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và điều đó xảy ra trước đó, ngày 19 tháng 11, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố một cái kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Và lúc đó người ta mới chịu khai trừ Trương Quốc Cường ra khỏi đảng để mở đường cho Bộ Công an tiến hành khởi tố và bắt giữ. Một cái điều dư luận xã hội hết sức thắc mắc đó là tại sao cái vụ án lẽ ra không kéo dài tới 7 năm với những cái thủ tục loằng ngoằng, nếu không áp đặt các nguyên tắc đảng lãnh đạo toàn diện, nếu như các cơ quan tố tụng được độc lập xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì rõ ràng kháng nghị của Viện Kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với việc phải xử lý Trương Quốc Cường và các cái quan chức của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, kể cả cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, lẽ ra phải đưa ra khởi tố xét xử trong cùng một cái vụ án buôn bán hàng giả là thuốc trị bệnh, chứ không thể tách hai vụ án xử lý các doanh nghiệp của Nguyễn Minh Hùng và VN Pharma sân sau của Bộ trưởng Bộ Y tế và các cái quan chức lại được xét xử trong một cái vụ án với một cái bản án cách biệt. Và nếu không có sự ngăn trở chỉ đạo từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì vai trò tội phạm và cả mức án của các cái bị cáo cũng khác đi. Và chắc chắn người đẹp Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng sẽ không thể hạ cánh an toàn và bây giờ đang đi du lịch ở nước Pháp. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng cái lò dựng lên là để đốt củi rừng, còn với củi nhà dù mục dù tươi, song ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ xử lý những người thân thiết của ông ta. Và tội danh cũng như các cái bức án tình cảm mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho cựu Thứ trưởng Bộ Y tế ông Trương Quốc Cường và các cái quan tòa mà dư luận xã hội thấy rằng nó chỉ hát theo bài bản có sẵn từ trên xuống dưới, là cái điều mà người ta gọi là những cái bản án bỏ túi. Thưa quý vị, không hiểu những cái phát biểu mới nhất của cựu phó ban dân nguyện trung ương đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chắc chắn nó đánh động dư luận xã hội. Chứ liệu ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam người ta có ghi nhận những cái góp ý của ông Lưu Bình Nhưỡng hay không, hay rồi tất cả mọi việc sẽ vẫn y nguyên và bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn tiếp tục thoát tội. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong đầu bài nói chuyện chúng tôi đã giới thiệu tới những cái phát biểu mới nhất của chính sách kỳ cựu Hoa Kỳ, ông Henry Kissinger mới đây đã đưa ra các cái phát biểu thúc giục Tây Phương cần phải ngừng ngay lập tức việc đẩy lực lượng quân đội Nga vào cái tình thế thất bại nặng nề ở Ukraine hiện nay. Theo Henry Kissinger, những cái điều vừa kể sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường cho sự ổn định lâu dài của châu Âu. Đồng thời, ông Henry Kissinger đã đưa ra những ý kiến kêu gọi lãnh đạo Ukraine cần phải chấp thuận những điều kiện nhượng bộ về mặt lãnh thổ đối với nước Nga. Đó là lý do dư luận xã hội
cũng như giới phân tích ngạc nhiên. Không chỉ ở Mỹ, một câu hỏi liệu rằng các nước phương Tây, các lãnh đạo phương Tây, kể cả Hoa Kỳ có hưởng ứng lời kêu gọi của Kissinger hay không. Và đó là lý do nhiều ý kiến thấy rằng rất dễ phương Tây và Hoa Kỳ sẽ bỏ cuộc và có thể không tiếp tục mặt trận thống nhất để theo đuổi cuộc chiến sâu rộng ở Ukraine hiện nay. Bởi vì cuộc chiến tranh quá tốn kém mà rõ ràng sự thất bại dành cho cả Nga và Ukraine. Trong khi đó, như quý vị đã biết, tỷ phú Soros cho rằng phương Tây phải nỗ lực hơn để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Bởi điều đó nó gây ra những cái tác hại vô cùng to lớn, thậm chí nó có thể đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Trong khi đó, thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, một cái hành động, một cái phát biểu của ông Boris Bondarev, một cái nhân vật quan chức ngoại giao cao cấp Nga tại Liên Hợp Quốc, mới đây đã phát biểu và gửi cho Reuters một cái bức thư. Theo ông Boris Bondarev, cho biết ông xin từ chức bởi vì ông đã có đầy đủ các cái bằng chứng về một cái sự dối trá thiếu chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao nước Nga. Theo Boris Bondarev, một cái quan chức ngoại giao cao cấp Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc chiến tranh Ukraine đẫm máu vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết. Đồng thời, nhân vật này đã chỉ trích các lãnh đạo của Điện Kremlin. Theo đó, họ muốn nắm quyền mãi mãi. Điều đó nó ám chỉ tới Tổng thống Nga Putin. Và thưa quý vị, trong một cái bức thư gửi tới hãng tin AP để xác nhận cái điều vừa kể, theo giới phân tích, những cái thông điệp mạnh mẽ của Bondarev khó có thể đến được hầu hết người dân Nga ở trong nước. Nhưng rõ ràng, việc Bondarev từ chức nó cho thấy những sự bất mãn đang ẩn chứa trong giới trí thức Nga. Bất chấp những cái vẻ ngoài đoàn kết dân tộc mà ông Putin và lãnh đạo Nga đang nỗ lực tạo dựng. Và thưa quý vị, cụ thể trong bức thư rồi bị cùng bố, theo Bondarev viết, những người gây ra cuộc chiến này họ chỉ muốn duy nhất một điều, đó là họ nắm quyền mãi mãi. Họ được sống trong những cái cung điện xa hoa vô vị. Họ chèo thuyền trên những chiếc du thuyền có trọng tải lớn, chi phí ngang ngửa với toàn bộ hải quân Nga. Và họ được hưởng những cái quyền lực vô hạn và hoàn toàn không bị trừng phạt. Để đạt được yêu cầu đó, họ sẵn sàng hy sinh rất nhiều nhân mạng nước Nga nếu cần thiết. Thưa quý vị, đó là những thất bại của Putin trên mặt trận ngoại giao. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin một thiếu tướng không quân Nga, ông Kamenat Botasev, đã bị thiệt hại trong khi tham gia không chiến ở Ukraine. Thưa quý vị, ở đây phải nói rõ, thiếu tướng không quân Botasev là một cái thiếu tướng không quân đã hồi hưu. Và đó là câu chuyện thiếu tướng không quân Botasev, một cái phi công cao cấp trước khi nghỉ hưu. Botasev là trung đoàn trưởng trung đoàn không quân. Việc một vị tướng không quân đã hồi hưu bị bắn hạ trong cái cuộc không chiến Ukraine, điều đó để minh chứng cho chúng ta thấy việc lãnh đạo nước Nga đã đặt ra một cái nhiệm vụ quan trọng như thế nào đối với những chiến thắng trên chiến trường Ukraine. Song một cái điều quan trọng hơn, đó là nó thể hiện những sự cạn kiệt về những chuyên gia có tài nghề như tướng Bondarev trong lực lượng không quân nước Nga hiện nay. Và thưa quý vị, tình hình chiến sự Ukraine đang diễn ra ác liệt ở khu vực miền Đông, trong khi quân đội Ukraine được cho là cố gắng kháng cự, nhưng quân đội Nga quyết tâm đánh chiếm xong khu vực Donbass. Theo BBC cho hay, mới đây nhất quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một cái thành phố nhỏ có tên Svyatodonetsk ở quận Bakhmut thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan quân sự của thành phố Svyatodonetsk nói với đài phát thanh Ukraine rằng quân đội Nga đã tiến vào thành phố này từ sáng sớm ngày 24 tháng 5. Được biết, thành phố Svyatodonetsk là một cái thành phố nhỏ có ước chừng 11.000 dân. Trong khi đó, những diễn biến xảy ra trong bối cảnh các cái trận chiến quyết định hiện nay, theo giới phân tích quân sự, đang nổ ra ở khu vực miền đông Ukraine, nơi mà nước Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát toàn bộ đối với hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Theo giới phân tích, thành phố Svyatodonetsk và thành phố Lysychansk ở tỉnh Luhansk hiện nay là một cái chiến trường trọng điểm đang bị quân đội Nga bao vây. Được biết, quân đội Nga hiện nay đang nắm quyền kiểm soát một cái phần lớn khu vực đông và nam Ukraine. Song họ vẫn chưa đạt được một cái mục tiêu cao nhất của Putin lúc này là chiếm toàn bộ hai tỉnh Luhansk và Donetsk.
Trong khi đó, quân đội Nga đang tái lập, tập trung những nỗ lực chiến tranh cao nhất còn lại vào khu vực Donbass, bao gồm hai khu vực, đó là hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Đồng thời nhiều người tin rằng Tổng thống Nga Putin sắp tới có thể tuyên bố một cái chiến thắng nếu như quân đội Nga làm chủ hai khu vực, hai tỉnh Luhansk và Donetsk hiện nay. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng đó là lý do tại sao quân đội Nga cần phải quyết tâm chiếm được toàn bộ thành phố Severodonetsk, bởi vì kiểm soát được thành phố này thì nước Nga sẽ làm chủ gần như toàn bộ tỉnh Luhansk. Dù rằng ai cũng biết hai tỉnh Donetsk và Luhansk là những cái điểm nóng mà quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng quân đội ly khai được nước Nga bảo trợ kể từ năm 2014. Và thưa quý vị, sau đây là các cái tin tức cập nhật liên quan tới chiến sự Ukraine. Tới 0 giờ sáng ngày 25 tháng 5 theo giờ thủ đô Kiev, theo đó sau khi tiến vào nhà máy thép Azovstal và kiểm soát được toàn bộ thành phố Mariupol, quân đội Nga bắt đầu dồn lực lượng lên phía Bắc để tiếp tục hỗ trợ trong việc kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Trong đó mục tiêu hàng đầu là phải đánh chiếm xong thành phố Severodonetsk. Được biết hiện nay, theo báo cáo của Bộ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, quân đội Nga đã giành được khoảng 90% diện tích tỉnh Lugansk, mà trước chiến tranh họ kiểm soát tới 70%, và một trong hai tỉnh tạo ra một cái khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Mà nếu như nước Nga chiếm được Severodonetsk thì họ sẽ kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Một cái điều quan trọng hơn là tạo ra những cái bàn đạp quan trọng để họ có thể tiếp tục tấn công sang phía Tây, nhằm vào một cái thành phố trước mắt, đó là Kramatorsk, nơi có bộ tư lệnh quân sự vùng Donbass của Ukraine. Và theo giải thích của tỉnh trưởng Lugansk, ông Hadai, một cái nhân vật quan chức của Ukraine cho biết, lực lượng quân đội Nga đang tìm cách xóa sổ thành phố Severodonetsk. Họ đang tìm mọi cách chọc thủng phòng tuyến hàng ngày. Và các cái đợt pháo kích diễn ra liên tục, quân đội Nga đang áp dụng những chiến thuật tiêu thổ phá hủy thành phố một cách có hệ thống. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra các cái thông báo cho hay các cái hạm đội tàu ngầm từ Biển Đen đã bắn phá tỉnh Zhonimi, phá hủy vũ khí và thiết bị của lữ đoàn sơn cước số 10 của Ukraine khi đơn vị này đang chuyển từ tỉnh Ivano-Frankivsk sang vùng Donbass. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đã đưa ra các cái thông tin về một cái loại tên lửa đối hạm Harpoon của Đan Mạch. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Harpoon là một cái loại tên lửa thường đi theo tàu chiến hay tàu ngầm, hoặc nó cũng có thể bắn từ máy bay ném bom. Được biết Đan Mạch là một cái quốc gia duy nhất có bản cải tiến một cái hệ thống phóng tên lửa Harpoon gắn trên xe tải, và nó có thể trở thành hệ thống lưu động bảo vệ cảng biển, được trang bị kèm theo các cái radar tự hành, hệ thống định hướng tinh vi. Tên lửa Harpoon được biết có thể bay ở tầm thấp để tránh radar của đối phương. Trong khi đó, theo nhà sản xuất Boeing bình luận về cái loại tên lửa Harpoon của Đan Mạch hiện nay, theo đó loại tên lửa này nó có thể bắn trúng mục tiêu trong cái tầm bắn khoảng 125-300 cây số tùy theo các cái phiên bản khác nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin cho biết Đan Mạch hứa cung cấp các loại tên lửa vừa kể cho Ukraine để với cái mục tiêu phá vỡ cái thế bao vây thành phố cảng Odessa, để có thể tạo điều kiện cho Ukraine tiếp tục xuất khẩu lúa mì ra thế giới. Thưa quý vị, trong cái tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, theo Zelensky, Ukraine hiện nay không có nhiều thời gian, lịch sử đang ở một giai đoạn bước ngoặt. Đây là một thời điểm quyết định sức mạnh vũ lực có thể khống chế được thế giới hay không. Đó là lý do ông Zelensky nói các cái lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài cần phải rút ngay lập tức ra khỏi nước Nga và chuyển các hoạt động kinh doanh đó sang Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Zelensky đã đề nghị quốc tế cần phải có nhiều nỗ lực hơn chấm dứt cái biện pháp phong tỏa các cái cảng biển của Ukraine để có thể giúp Ukraine tăng tốc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, Zelensky cũng bày tỏ
gửi đi sự cảm ơn trong việc viện trợ quân sự. Như Zelensky khẳng định với diễn đàn Davos rằng Ukraine hiện nay cần nhiều hơn, mà theo Zelensky, xung đột cho thấy viện trợ đối với Ukraine lúc này càng sớm càng có giá trị. Và nếu như chúng tôi nhận được 100% nhu cầu kể từ tháng 2, thì có thể hàng chục người đã có thể được cứu sống. Và đó là lý do theo Zelensky, Ukraine cần mọi loại vũ khí được yêu cầu, thay vì chỉ những cái hệ thống vũ khí đã chuyển giao. Trong khi đó, nhận xét về Vladimir Putin, Tổng thống Zelensky cho biết Putin là cái quan chức nước nào duy nhất mà Zelensky sẵn sàng gặp để thảo luận về mỗi cách thức chấm dứt chiến sự, bởi vì Tổng thống Liên bang Nga Putin là người có thẩm quyền quyết định tất cả. Mà nếu chúng ta nói kết thúc của chiến tranh này mà không có cá nhân của Putin, thì quyết định đó không thể thực hiện được. Đồng thời Zelensky nhấn mạnh rằng việc phát hiện những cái vụ sát hại dân thường tại các khu vực do nước ngoài kiểm soát tạm thời trước đó, đặc biệt là ở thành phố ngoài khu vực ngoại ô thủ đô Kiev, nó khiến cho quy trình tiến tới các cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn. Đồng thời Zelensky loại trừ khả năng thảo luận với các cơ quan chức khác mà một người đối thoại duy nhất là Tổng thống Nga Putin. Theo Zelensky, tôi không chấp nhận mọi việc gặp với bất cứ ai đến từ Nga ngoại trừ Putin, và chỉ trong một cái trường hợp có một sự lựa chọn trên bàn đàm phán, tức là ngừng chiến sự, không có cơ sở nào cho bất kỳ các cuộc gặp nào khác. Đồng thời Zelensky cũng nói rằng lực lượng quân đội Ukraine đang đạt được rất nhiều bước tiến, đặc biệt xung quanh thành phố Kharkov, nhưng những hoạt động quân sự ở khu vực Donbass hiện nay vẫn phải diễn ra với một cường độ rất mạnh mẽ. Trong khi đó, thưa quý vị, theo Reuters, quân đội Nga đang tập trung tấn công vào phía đông Donbass, và sau khi làm chủ hoàn toàn Mariupol, các lực lượng quân đội Nga đang kiểm soát một cái vùng rộng lớn không bị đứt đoạn ở khu vực vòng cung phía đông, đông nam và phía nam Ukraine. Tuy nhiên, theo Reuters, hiện nay quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đang cố gắng tấn công Severodonetsk nằm ở cực đông Donbass nhưng không thành công, và đang có những dấu hiệu quân đội Nga bắt đầu rút lui. Theo Reuters, đây là một cái thành phố do Ukraine kiểm soát và một trong những khu vực cuối cùng của tỉnh Lugan vẫn nằm ngoài vòng kiểm soát của quân đội Nga. Trong khi đó, hãng tin Sputnik của Nga đưa ra những cái thông tin cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley, mới đây đã cho biết Hoa Kỳ không có kế hoạch triển khai lực lượng đến Ukraine, và muốn thực hiện những điều vừa kể thì quyết định phải do Tổng thống Joe Biden đưa ra. Trong khi đó, ông này cũng đưa ra những cái xác nhận cho biết hiện nay có 20 quốc gia cam kết tiếp tục hỗ trợ các gói vũ khí quân sự mới cho Ukraine. Trong khi đó, thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga ngày 23 tháng 5 đã tuyên bố cho rằng nước Nga sẽ tiếp tục xem xét các đề nghị thiết lập quan hệ với phương Tây để xác định là cái mối quan hệ đó có cần thiết hay không. Nhưng theo Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, họ sẽ chú trọng cái mối quan hệ với Trung Quốc. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cái sự kiện mới đây tại thủ đô Moscow, được Bộ Ngoại giao Nga trích dẫn. Theo Lavrov nói rằng cái chính phủ phương Tây của Hoa Kỳ đã tán thành một cái hội chứng sợ nước Nga kể từ khi nước này tiến hành một cái chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Do đó, Lavrov cho rằng nước Nga đang nỗ lực thay thế hàng hóa nhập khẩu từ các nước phương Tây, và trong tương lai họ chỉ dựa vào các nước đáng tin cậy, không bị phương Tây kiểm soát, đó là Trung Quốc. Đồng thời, Lavrov đưa ra những cái tuyên bố khẳng định rằng mục tiêu của nước Nga hiện nay là cần phải phát triển hơn nữa quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Trong khi đó, thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa một cái tin rất đáng quan tâm. Theo đó, cựu giám đốc tình báo Anh dự đoán Tổng thống Nga Putin sẽ mất quyền lực vào năm 2023. Đó là phát biểu của Richard Dillard, một cái người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài MI-16 của Anh, mới đây đã đưa ra một cái dự đoán cho rằng Tổng thống Nga Putin sẽ mất quyền lực vào năm tới đây. Và hiện nay, ông Putin cần phải vào viện điều dưỡng. Đó là những thông tin do
Business Insider đưa ra, theo cựu quan chức đứng đầu cơ quan tình báo MI6 của Anh, ông Richard Dillard, tôi có lý do để nhấn mạnh rằng Putin sẽ ra đi vào năm 2023. Có thể ông ấy sẽ phải vào viện điều dưỡng. Khi đó ông ấy không còn cơ hội nắm quyền lực trở lại. Đồng thời ông Dillard cho biết viện điều dưỡng là một cái cách để lấy quyền lực từ tay Putin mà quân đội không cần phải đảo chính. Và những dự đoán của ông Dillard vừa kể, theo giới phân tích nó phù hợp với những cái thông tin gần đây cho thấy Tổng thống Nga Putin bị bệnh và có khả năng không nắm giữ quyền lực. Trong khi đó, ông Chris Gozek, một cái chuyên gia an ninh về Nga, mới đây đã đưa ra các thông tin cho biết các viên chức an ninh hàng đầu của Điện Kremlin tin rằng chiến tranh Ukraine là một cái sự thất bại lớn của Tổng thống Nga Putin. Điều đó đã khiến cho Tổng thống Nga Putin đang dần dần mất đi quyền lực. Trong khi đó, Thiếu tướng Grigory Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Putin đang ở một cái thể chất và tinh thần rất tệ. Những điều đó chứng tỏ ông ấy đang lâm bệnh tương đối nặng. Đồng thời, ông Budanov lạc quan tin rằng Ukraine sẽ thắng nước Nga và cuộc chiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2022. Trong khi đó, cựu điệp viên Anh, ông Christopher Steele, đã chia sẻ cho rằng một số nguồn tin đã cho thấy Tổng thống Nga Putin đang bệnh nặng và thường xuyên rời các cái cuộc họp để điều trị y tế. Những điều vừa kể góp phần gia tăng tình trạng hỗn loạn ở Điện Kremlin hiện nay. Trong khi đó, theo giới chức tình báo quân sự Anh, hiện nay người ta vẫn chưa xác định được những cái tình trạng sức khỏe của ông Putin và các cái đồn đoán bao gồm các chứng bệnh liên quan tới bệnh Parkinson hay ung thư máu của ông Putin. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có những cái thông tin ai sẽ là người kế nhiệm cho Tổng thống Nga Putin. Và nếu như ông Putin cần một cái sự đi điều dưỡng lâu dài, thì một cái người có khả năng thay thế ở cái mức cao nhất được cho là ông Nikolai Patrushev, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Và thưa quý vị, trong khi đó, vua cờ Kasparov, một cái nhân vật nổi tiếng của nước Nga, mới đây đưa ra một cái tuyên bố cho rằng thất bại quân sự sẽ là một thuốc giải độc cho người dân Nga. Theo đó, nhà cựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov là một trong những nhân vật chỉ trích Tổng thống Nga Putin gay gắt nhất kể từ khi ông Putin nhậm chức. Và thưa quý vị, trong một cái cuộc phỏng vấn gần đây, vô địch cờ vua nổi tiếng nước Nga và thế giới, đó là ông Kasparov, đã giải thích các lý do tại sao ông tin rằng cuối cùng quân đội Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này và nước Nga sẽ được thay đổi. Một nước Nga hậu Putin sẽ ra sao? Thậm chí, cựu vô địch cờ vua Kasparov khẳng định chúng tôi sẽ được chứng kiến sự cáo trùng của chế độ của Putin. Và theo Kasparov, sự thất bại của quân đội Nga tại Ukraine là lần đầu tiên chúng ta nhận thấy cái chế độ của Tổng thống Nga Putin hiện nay hết sức yếu kém. Bởi vì qua lịch sử chúng ta biết rằng các chế độ độc tài không thể tồn tại sau những thất bại. Và nếu như nước Ukraine chiến thắng mà cuộc chiến này có khả năng kết thúc theo cách đó, thì điều đó trở thành một cái đòn địa chính trị quan trọng đối với Tổng thống Nga Putin. Và thất bại ở chiến trường cộng với các cái lệnh trừng phạt kinh tế mà theo Kasparov, nó có thể làm cái sự hỗn hợp chất nổ đối với Putin. Và khi đó, nước Nga cũng như ông Putin sẽ không còn đủ tiền để chi trả cho quân đội, kể cả cảnh sát và bộ máy tuyên truyền. Và những lý do đó sẽ là dấu chấm hết cho triều đại Putin. Và rõ ràng, sự chiến thắng Ukraine trong việc người ta giải phóng được Crimea sẽ giúp cho nước Nga có cơ hội trở lại bình thường. Tất nhiên, theo Kasparov, không có cái gì đảm bảo cho điều vừa kể, bởi vì nó không chỉ liên quan tới ông Putin, mà nó còn liên quan tới cội nguồn của Liên Xô và về bản chất đế quốc của nước Nga. Một cái điều quan trọng hơn, một cái thất bại quân sự thực sự là một cái đòn rất mạnh mẽ, bởi vì trong số Nga hiện nay, mỗi số đồng người Nga đã bị nhiễm bệnh nhưng họ hầu như chỉ chờ đợi những điều gì đó đang xảy ra, trong khi rất nhiều người dân Nga thậm chí không biết điều gì đang xảy ra hiện nay. Trong khi
Những cái binh lính quân đội Nga chiến đấu ở chiến trường Ukraine chủ yếu là những cư dân của các vùng xa xôi hẻo lánh, và những quân nhân đó đã bị đưa đến mặt trận từ rất xa. Đó là lý do những người Nga ở các cái đô thị không cảm giác, và đó là lý do tại sao Tổng thống Nga Putin không bao giờ quyết định tổng động viên. Bởi vì nếu Putin đưa ra các cái lệnh tổng động viên, điều đó có nghĩa là bắt buộc tất cả các thanh niên ở các cái thành phố lớn phải đầu quân, và khi đó công chúng Nga có thể chưa sẵn sàng cho một cái điều mà họ tin rằng nước Nga không bao giờ thất bại, và khi đó sẽ là một cú sốc khủng khiếp cho người dân ở các thành phố lớn khi biết rằng nước Nga đã thất bại. Một cái điều quan trọng hơn, người dân Nga không thể tưởng tượng rằng quân đội Nga yếu và kém năng lực. Một cái điều quan trọng hơn là hệ thống chính trị và xã hội ở nước Nga cũng ở trong một cái tình trạng tương tự như vậy. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các cái chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.